Hello, chào mừng tất cả các khách hàng thân yêu lại quay trở lại với thế giới xe cũ tại xe máy tinh đoàn. Vâng, và trước màn hình của quý anh chị em bạn em Hiền đang chuẩn bị công tác cho những chiếc xe chuẩn bị rời đổi xe máy tinh đoàn đi tất cả mọi miền tổ quốc Việt Nam. Và ngày hôm nay thì những chiếc xe AB đầu bò này sẽ là chuyến về Thanh Hóa. Đó, hy vọng là anh chị em bà con nhận được xe sẽ ưng ý và sẽ bình an trên mọi nẻo đường. Và một chiếc motor cho về miền Tây cho một em trai dễ thương. Đó, chúc em sẽ đi tốt đường bền và có dịp phải ghé cũng ngồi thiền. Tiếp tục là một chiếc Hayate cũng rời đổi về miền Tây. Đó, trước khi rời khỏi bến thì mình tranh thủ rửa hoa. Đó, sạch sẽ anh chị em bà con. Tất cả xe gửi đi thì đều có nhớt đầy đủ. Một chiếc Wazer SX về Bình Dương. Ở đây hiện tại thời điểm này thì em Hiền đang chuẩn bị công tác rửa sạch sẽ trước khi đi giao xe cho khách hàng. Chúc tất cả những vị khách hàng trên mọi nẻo được bình an và một lần nữa những lời cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn quan tâm đồng hành ủng hộ xe máy tinh đoàn. Đặc biệt trong những mùa dịch bệnh phức tạp như thế này, tất cả các khách hàng chỉ cần việc đặt cọc và em Hiền sẽ hỗ trợ ship về. Chiếc click này cũng về miền Tây luôn mọi người nhé. Đó, đây. Công tác chuẩn bị để rời bến bắt đầu được xong xuôi rồi. Lát nữa thì em Hiền sẽ lắp cho thêm một chai nhớt và gương kiếng bó vào trong cái thùng cốp này luôn. Và Nervix này thì em Hiền sẽ chuẩn bị về Vũng Tàu. Nếu như bà con, cô dì, chủ bác ở Vũng Tàu đang cần mua xe, liên hệ ngay cho em Hiền để thêm một chuyến nữa được không ạ? À? Tại vì chiếc xe này thì đi bắt đầu sẽ về Vũng Tàu. Mà chiếc xe thì chở được 3 chỗ mà mới được 1 chỗ thì cũng hơi buồn một xíu này. Đó, cảm ơn bà con rất nhiều. Ngày hôm nay thì em Hiền đã chốt được 11 chiếc xe. Và hầu như là 70% là xe đặt cọc rồi là ship về. Đó, rất là yên tâm mọi người nhé. Đó, tất cả thì em Hiền đều chuẩn bị thật tốt. Đó, rửa thật sạch trước khi lên đường cập bến nhé. Rồi, cảm ơn mọi người một lần nữa. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ và an yên nhé. Thì tại thời điểm này thì em Hiền vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng từ ngày mai thì sẽ không biết là có cái lịch nào mới thì em Hiền sẽ báo cụ thể hơn. Nhưng mà vẫn khuyến khích mọi người mua xe, em Hiền sẽ hỗ trợ ship về thì nó đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình, người thân cũng như bản thân khách hàng của em Hiền luôn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.